Rồi sau đó nữa là bốn cái vùng đất mà Chúa Giêsu đã đi qua, nơi Bethlehem sinh ra đời, Nazareth nơi lớn lên. Bethlehem nơi ra đời, trốn sang Ai Cập, quay lại Nazareth để lớn lên và chết ở Nazareth. Thầy cho hỏi một câu nữa được không thầy? Dạ. Thầy tên gì ạ? Dạ em tên Vinh. Vinh. Thầy dẫn vô trong thầy giới thiệu luôn một chồng mà không biết. Ở trước ra cũng đi có cái cô hướng dẫn viên mà. Đã có. Mọi người có đến hôn cái tảng đá trên bàn thờ chưa? Dạ rồi. Cái tảng đá đó là cái nơi mà cho rằng Chúa Giêsu đã quỳ trên đó để cầu nguyện. Ủa là tảng đá nào? Đâu. Dưới cái bàn thờ. Có cái rào ga chính quang á. Trên cái cung thánh á. Rồi ở dưới đây có một cái hầm nữa, là cái hầm mà nơi mà ông Giuđa ông hôn Chúa Giêsu xong họ dẫn cơ quân lính đến bắt Chúa Giêsu, là cái hầm nằm dưới đây. Có được vô đó không? Dạ được, nhưng mà hình như là hiện tại đóng cửa đến 2 giờ trưa mới mở lại. Dạ, đói bụng quá chắc không chờ nổi. À dạ, thôi chúc mọi người đi ăn chi vui vẻ. Dạ, chúng ta muốn được gặp cộng đồng của mình ở đây. Dạ, chúc mọi người đi. Dạ, chúc ban phước cho thầy. Dạ, cảm ơn. Chúc ban phước cho thầy Vinh. Dạ vâng. Thầy là giúp đời thầy hả? Đúng rồi. Bọn cháu chết chỗ đây mà đâu có chết chỗ đâu Việt Nam. Em chụp anh với thầy cái đi. Làm kỷ niệm. Dạ có lên chụp cái gì? Cho mình chụp dài dài cái làm kỷ niệm. Tại vì thầy này thầy công giáo, thầy này thầy tin lành. À dạ. Là cho nó tu bao lâu thì được lên chức thầy? Dạ tổng cộng là hơn 10 năm. Dạ. Lên chức gì? Từ tất cả chức cha đó. À. Bây giờ mới là thầy thôi. Thầy thôi. Dạ tại vì nó phải qua các cái giai đoạn. Thầy chỉ là mình là thầy truyền đạo chứ. Khi kết đạo sau đó là thầy khi nào thường bên dòng thì khó biết, nhưng mà bên những người mà làm sứ thì dễ biết hơn. Có nghĩa là làm thầy xong mới được ra để coi sứ thì là dễ biết hơn. Còn như bên dòng này thì là ám như ai hết, chỉ có khác là một ông nào làm cha thì làm lễ, còn ông nào không làm cha thì không làm lễ. Ok. Thầy nãy chặt. Được chưa?